Chung xin chào tất cả anh em. Cái video buổi trưa chủ nhật hôm nay Chung giới thiệu với anh em một cái món xịt đậu xịt thuốc này. Cái con này là tên của nó là HB nhé, Qjit HB 710S này. Đúng công suất maximum của nó là 7 ngựa. Con này nó có một cái cặp đăng rời, không thích thì mình cứ tháo đục xác đóng ra thôi. Cốt hai bên tương đương nhau, cốt 24 ly đấy. Bên đây thì nó có bu ly kéo sẵn nhưng mà nó đi qua ly hợp DC 12V, không thích thì mình có thể giết lại để kéo luôn. Còn anh em lắp máy cài thích lúc chạy lúc không bằng công tắc điện ấy, thì cứ lắp hai cái dây điện vào trong đây, lắp cái ngõ cộng trừ vào đây là xong. Cấp nguồn cho nó thì nó hít là nó quay thôi. Đây là mình quay hình dạng nó như thế này, kích thước nha, một gang tay ngang thì ít hơn một gang tí này, so với cái bàn chân này. Con là ti sứ 32 ly này, nhớt nhau còn trong veo hết luôn. Nó nằm trong cái con xe xịt chỉ có mấy giờ chạy thôi nè, số giờ chạy cực ít luôn. Dơ dơ bẩn thế nào thì mình để nguyên vậy, dính thuốc xanh xanh gì đấy, cái màu xanh xanh gì anh em làm trong cái nông nghiệp thì mới biết được loại gì. Mình để nguyên hết để anh em dễ cảm nhận. Con này thì mình có nới ra sẵn rồi để kiểm tra ti. Bây giờ vặn ra để rút cái đầu ti sứ ra để cho anh em giống như là soi cho kỹ và kiểm tra cho chắc cú ấy. Ba con zin của nó là 7 ngựa, anh em có thể dùng động cơ 5-7 ngựa, to hơn thì tốt, còn motor thì ít nhất từ 3 ngựa trở lên nhé anh em. Motor từ 3 đến 7 HP kéo mới ngon, còn máy nổ thì từ 5 HP trở lên. Lấy ra không được, một tay rất là khó lấy luôn. Mình dựng đứng lên nha, để cái điện thoại xuống phải cái. Theo đây nè, mới vừa lấy ra nước xanh xanh gì trong thuốc gì trong đây nó còn này. Nước xanh xanh gì lạ quá, đây nhá, ti sứ này là 32 ly nhá, trắng tinh. Đây là gen này, soi bên trong cho anh em xem này. Phốt. Bên đây ly hợp điện nè anh em. Không thích ly hợp thì cứ giết lại, chấm hàng 2-3 điểm lại là nó quay theo thôi. Đây nè. Quay nè. Đây. Con này mã lực nó hơi lớn, kích thước cũng hơi lớn, phù hợp với anh em. Với anh em làm nông nghiệp mà số lượng nhiều xíu, áp suất nó maximum được 50 kg, rất là cao luôn á, khá là cao, cao nhất nhì trong dùng xịt thuốc rồi. Với lại lưu lượng của nó thì nó tầm khoảng 60 lít trở lên, T32 mà khoảng 60 lít. Đây là cái đầu nó này, bên trong tuyệt vời luôn, bên ngoài nó dính thuốc thì nó xanh xanh như vậy đấy. Inox phốt mình kiểm tra là ok hết rồi. Nguyên cái cộng đầu nó bằng thau hết nhé anh em, thau 100%. Cái chỗ dính thuốc thì không nói, chỗ không dính thuốc này nó như thế này này. Rồi. Đó là hai phần, còn một phần nữa, đây là tay hồi nhé. Tay hồi của nó bắt rời, anh em thích bắt trên máy cũng được, mà thích bắt rời bên ngoài cũng được. Tay hồi để chỉnh áp này. Rất là đẹp luôn, có tên tuổi chỉnh áp, có nấm mặn rất là lớn, ốc inox hết này, inox này, tên tuổi có luôn, 710S.
tai hồi là loại khá là lớn này, dành chuyên dùng cho lưu lượng lớn xịt thuốc này. Ống sử dụng ống 21 để trả ra luôn này. Rồi cái món hàng của mình nó có cái đầu xịt như vậy đấy. Anh em có nhu cầu sử dụng đầu ti sứ hơi đắt tiền một tí, nhưng mà độ bền thì cao ngất luôn, độ bền rất bền, không có kén hóa chất hay là không kén gì hết, chỉ có hỏng phốt thôi. Nhưng hỏng phốt thì cứ thay ti 32 thì xài chung chuẩn của Trung Quốc ấy. Sau này cứ hỏng phốt thì mình cứ thay thôi, còn ti thì cứ vậy mà dùng, dùng đến ngày nào chán thôi chứ nó không có thể mòn được. Rồi cái video của Trung xin kết thúc nhé. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số điện thoại của Trung hoặc là đến trực tiếp nhà ở Châu Thành, Long An nhé anh em.